người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cua Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, hôm nay em sẽ quay em gấu nhà em nha các bác nha. Đấy, gấu cộc đỏ tịt lưỡi thép nhà em. Đây các bác này, lưỡi thép này. Đó, trạng con này là hiện tại là 24kg các bác nha. Trạng đang rất là gầy. Đấy, em gấu này là được 14 tháng tuổi này. Là 14 tháng tuổi nha các bác nha. Đấy, lưỡi thép cộc tịt, đuôi cộc tịt này các bác này. Gấu. Đây các bác này. Đó. Gấu. Rất là đẹp luôn các bác nha. Đấy, bác nào kết em gấu này thì liên hệ với em. Chó thì rất là đẹp luôn này, lưỡi thép này. Rất là thân thiện này. Đây, quay mặt ra đây cho mọi người xem. Cứ quay trở mông vào đấy nha. Đấy, em gấu nhà em đây. Gấu nhà em đây nha các bác nha. Mặt mũi thì khỏi chê luôn này các bác này. Mặt mũi thì rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, bác nào bắt gấu thì liên hệ với em. Số điện thoại với Zalo em mà để trên màn hình cho các bác ấy. Đấy. Vừa rồi ở Vĩnh Phúc nhỉ, Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đấy vừa chuyển em cọc hơn một cọc đen là 450 triệu các bác ạ. Đấy, thì là con này của em thì không bằng đấy đâu các bác ạ. Giá thì rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, bác nào thích một cá thể mông cọc đẹp như này thì liên hệ với em. Đấy, em cho nó đứng im rồi em cho các bác xem nhé. Đây, tổng thể con chó này. Ây dồi ôi, im nào, tao không đùa mày nhá. Im. Đấy, đây, mõm hộp này các bác này. Đấy, tai dựng tự nhiên luôn nha các bác nha. Đấy, không vết nẹp này, không vết dán này. Mặt mũi cân đối này, lưỡi thép này. Đặc biệt à, răng đủ này. Chân tay thẳng nha. Chân tay rất là thẳng luôn này, không tật lỗi gì nha các bác nha, không liền đề. Đấy, em nói thì hiện tại là rất là gầy. Bởi vì là em, nhà em giờ dạo này em bận quá, em không chăm được các bác ạ. Với cả em hay thả nữa. Nó đi rông cho nên là giờ nó rất là gầy các bác nha. Trại hiện tại là 24 cân đuối một chút. Đấy. Còn form giá này rất là đẹp luôn các bác này, cục thịt này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây. Hình giá đứng của em nó này. Đây quay đây. Đó. Rất là đẹp này các bác này. Do cam em tự đặt quay cho nên là nhìn nó không được ra góc này. Đây. Các bác này nhìn nhá. Chân tay thẳng này, rất là thẳng, chân tay rất là thẳng cân đối luôn nha các bác nhá. Đó. Giá mềm cho các bác. Nó không bắt được cái con cọc đen kia đâu các bác ạ. Răng đủ này. Lưỡi thép, đặc biệt là cái lưỡi thép cho các bác nhá. Đấy, con này quý ở cái lưỡi thép này. Đỏ lưỡi thép nó mới là hiếm. Đấy, còn đen lưỡi thép hoặc là trắng lưỡi thép, vàng lưỡi thép thì nó là nhiều. Còn sắc tố đen ấy, sắc tố đỏ này ấy, nó không bao giờ pha lẫn với màu đen về cái màu lông của nó. Đỏ chỉ đi với trắng thôi chứ không có màu khác các bác nhá. Đấy, em gấu nhà em thì đang thay lông này. Đấy, đang thay lông nhá. Lông cổ đây đang thay này các bác này. Tổng thể rất là đẹp luôn này. Dám đứng rất là thẳng luôn nha các bác nhá. Đấy cho các bác xem. Đó. Bi cà đầy đủ các bác ạ. Răng đủ. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn nha các bác nhá. 14 tháng, lưỡi thép. Phối thì rất là sung rồi các bác ạ. Bác nào bắt về làm cửa đực cũng tốt này. Em để nhà em đang phối là một nước là 3 triệu các bác ạ. À, không hôn ra nữa. Đấy, nuôi một con chó này rất là tình cảm. Con này là em nuôi từ lúc nó 3 tháng tuổi trở lên nhé các bác nhá. Tại hiện tại là bây giờ em do vấn đề gia đình với cả là em cũng đang cần money nữa. Cho nên là em chuyển nhượng em gấu nhà em cho các bác. Đấy, các bác nhìn tai nó, em ngồi cạnh ấy thì là nó sợ, nó quý ấy, nó mừng ấy, tai nó sẽ vẩy ra. Rồi khi không em thì tai nó sẽ như thế này này các bác này, thẳng đứng luôn này, vuông góc với trán luôn nha các bác nhá, vuông góc với đầu thủ luôn này, rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác nhìn dáng đứng này, phê chưa này, dáng đứng em, dáng đứng một con chó cộc là lúc nào cũng phải hai chân trước, cao hơn hai chân sau.
ngực phệ ra như này, đồ thủ đẹp như này các bác nhìn thấy chưa? Đó, lưỡi thép này, đồ thủ mõm hộp này, tai dựng tự nhiên luôn này các bác này, rất là đẹp luôn này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, số điện thoại em là 0926 883 345 đấy. Em công khai giá con này luôn nhé các bác nhé, em công khai giá luôn là 60 triệu con chó này. Đấy, bác nào có nhu cầu bắt thì liên hệ với em. Đấy, giá cả có thể thương lượng một chút nữa các bác nhé. Đấy, đây là giá em đưa ra cho các bác. Đấy, một cá thể hơm mông cộc rất là đẹp luôn này, là cá thể em nuôi ưng ý nhất, em nuôi từ lúc nó 3 tháng tuổi đến bây giờ nha các bác nhé. Em sẽ chuyển nhượng con này với giá là 60 triệu cho em, bác nào thiện chí bắt thì liên hệ với em. Đấy, giờ em quay cam sau, quay từ xa cho các bác xem nhé, xem dáng đứng không, dáng tự nhiên của nó nhé. Em ở đây thì nó không được tự nhiên lắm các bác nhé. Đấy, video em đứng từ xa cho các bác xem này, form dáng rất là đẹp luôn này các bác này, chân tay thẳng này, đó, mặt mũi thì khỏi phải chê luôn này các bác này, nhìn này, đặc biệt ở em gấu nhà em này là lưỡi thép nhá các bác nhé, tai bênh tự nhiên rất là đẹp luôn này, trạng gầy 24kg các bác nhé. Đấy, em thông báo giá luôn, em sẽ chuyển nhượng với con này với giá là 60 triệu các bác nhé, nó không như kiểu 450 triệu kia đâu. Nhưng mà tổng thể nó cũng rất là đẹp luôn các bác ạ, hơn là em gấu cục đen kia nha các bác nhá. Dáng cao, thẳng, chân tay thẳng, người cân đối, mặt mũi mõm đẹp. Đấy, đặc biệt là lưỡi thép nha các bác nhá. Đấy, đỏ lưỡi thép như này rất là hiếm luôn này. Giờ mà em thả ra nó chạy em lại rất là khó quay nó đi chơi các bác ạ. Đấy, súng ống đầy đủ nha, đạn 2 bi, cà 2 quả, đấy, răng đủ không thiếu một chiếc luôn. Đấy, các bác dắt đi sâu, dắt đi chơi, dắt đi chứng nhận giống hay là để nhà phối hoặc là thế nào đấy tùy các bác. Về mọi mặt thì rất là đều ok hết nhé các bác nhé. Các bác nhìn dáng con chó này, chê vào đâu được nữa các bác, rất là đẹp luôn này. Đó, về dáng con chó thì rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Dáng đứng rất là đẹp luôn này. Đấy, có một vết ở lưng đó là hôm trước em thả ra nó cắn nhau với chó hàng xóm. Một vết sẹo nhưng mà lành rồi các bác nhé. Không bận gì, không việc gì hết. Chó em bảo hành sức khỏe cho các bác 2 tháng luôn. Đó. Tiêm phòng đầy đủ từ bé đến lớn. Tiêm dại mỗi năm một lần. Nuôi rất là bảo đảm luôn. Trong nhà đi chơi các bác nhìn giá đứng đây. Phê chưa này. Đấy, còn có quả dáng nào chất như con này nữa không các bác? Bây giờ trên bản em là rất là hiếm những con cá thể hơm mông cộc đẹp như này luôn đấy. Em khẳng định với các bác một câu luôn. Mặt mũi rất là đẹp luôn này. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em nào. Số điện thoại em là 0926883345, em để trên màn hình cho các bác đấy. Cung Hải Chó Nội Địa Việt Nam. Đấy, địa chỉ em là ở trên huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai luôn nhé các bác nhé. Đấy, bác nào bắt thì cứ liên hệ với em. Em công khai giá con này luôn là 60 triệu các bác nhé. Nè. Đấy, em xuống sủ trắng kêu to quá các bác. Đấy, em cũng bán đi thì cũng rất là tiếc, nhưng mà tại hiện tại là cái túi của em nó lại phản bác em. Em nó rất là cần vốn cho nên em mới phải bán nó. Bác nào bắt gấu thì liên hệ với em ngay. Đấy, bác nào thiện chí bắt thì liên hệ với em, giá cả thì đôi bên có thể thỏa thuận thêm nữa. Chó thì em ship tận nhà cho các bác luôn. Bác nào muốn người đi cùng chó thì em cho cả người đi cùng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đuôi cộc rất là đẹp nhá các bác nhé. Cộc tịt này. Đuôi chuẩn. Răng đủ, bi cà đủ, súng ống đủ. Không thiếu một cái phụ tùng gì hết nhá các bác nhé.
đầy đủ phụ kiện cho các bác. Dáng đứng thì khỏi chê luôn các bác này, chân tay thẳng tưng luôn này. Đó. Đẹp chưa này? Úi dồi ôi. Gấu. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Đấy, bác nào bắt gấu thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0926883345 các bác ạ. Ok, video này xin kết thúc tại đây nhé các bác nhé. Đấy, bác nào bắt thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em ở trên màn hình cho các bác đấy, hoặc các bác liên hệ qua Zalo cho em cho sự điện thoại đấy cũng được. Ok, em xin chào các bác.